Sao có hai thầy trò mà đi hoang? Này này đấy, sao còn có hai người thầy? Hôm qua được 10 15 16 người. Qua cuối tuần đông rồi, nay đầu tuần chạy hết rồi Có đi làm rồi đầu tuần cuối tuần nhà hết thầy. mà như, như nhau hết mà. Thôi, mình bắt đầu nha. Ai vô sau thì kệ người ta đi. Cái bài này trên trang của VnExpress, cái phiên bản International. Nó có từ International nhỏ như này nè, bạn thấy ha. Thì nó cũng là phiên bản tiếng Anh thôi. Và nó viết, thầy thấy nó viết cũng ok, nó viết rất là ok. Nó nhiều khi đọc cái này cảm giác còn nhẹ nhàng hơn là đọc mấy cái trang của nước ngoài nữa. Tại đây nước ngoài nó viết cao quá, nhiều khi mình mới học, mình mới đọc đó, mình cảm giác nó khó hiểu nặng nề lắm. Còn mình đọc cái trang của Việt Nam thì nó nhẹ hơn tí, nó nhẹ hơn tí thôi chứ nó không phải nó nhẹ lắm đâu nha. Thầy thấy nó cũng nhiều khê lắm, nó cũng có nhiều từ mới lắm. Thầy ra cho em được mới đây nè. Đây. Rồi mình bắt đầu nha. Dạ. Experts. Cái từ này người ta hay thầy thấy hay quảng cáo cái kiểu nó hay có cái từ này lắm nha. Cái từ expert này nè, nó quảng cáo trên Facebook nó hay dùng từ này lắm. Thì expert là người nước ngoài thôi, người nước ngoài thôi. Nhưng mà đúng là cái từ expert này nó ghi vậy là informal, nó không có trang trọng lắm nha. Experts, người nước ngoài ở cái từ này là cái từ mà thầy thích nhất hôm nay nè, epicenter. Thì em biết cái từ mà đại dịch đó là epidemic hả? Cái từ để thầy gõ đi mình có cái từ dịch đó là epidemic dịch ha. Bây giờ nó về sensor trung tâm của dịch bệnh tức là tâm dịch đó, mà bây giờ đi tắt lại nó ghép lại mình nhìn mình đoán cũng ra ha, đó thì nó là epidemic sorry epic sensor, nó tắt rồi ha, thì mình đoán nghĩa là tâm dịch. Vậy là những người nước ngoài ở tâm dịch Covid thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là tâm dịch rồi ha, thì họ phải struggle to order groceries, họ phải rất là khổ sở khó khăn phải đấu tranh như vậy ha. Thì cái là struggle thì là khó khăn trong việc đặt những cái groceries thực phẩm rồi. Thì cái hình nó vậy, ở đây nó có dòng giải thích đó là những cái kệ rau củ quả ở Bixi miền Đông, siêu thị Bixi miền Đông Hồ Chí Minh quận 10 ha, ngày 12 tháng 7 năm 2021. Experts have changed their diets. Những người nước ngoài họ đã thay đổi cái diets. Mấy em nhớ nè, diets mà khi người ta nói là ăn kiêng á, ăn nhịn ăn để giảm cân á, thì nó phải là go on a diet hoặc là be on a diet. Có nghĩa là nó phải là một cái gọi là vậy nè, be on a diet thì mới là ăn kiêng nha, hoặc là go on a diet. Còn khi người ta nói diet bình thường như vậy á, thì nó có nghĩa là chế độ ăn uống, chế độ ăn thôi. Tức là người nước ngoài họ phải thay đổi cái cách ăn uống của họ, cái chế độ ăn uống của họ, hoặc là phải học cách nấu món Việt Nam. Amidst có nghĩa là giữa. Thầy có tra cho em cái đó là đi học có tra đây là amidst. Đó, có nghĩa là giữa. Giữa tức là trong cái bối cảnh gì đó em hiểu vậy đấy. Giữa lúc là cái sự lựa chọn về thực phẩm nó shrinking là tính từ. Ở đây có nghĩa là teo lại, co lại, thu hẹp lại. Tức là giữa lúc những cái lựa chọn thực phẩm nó ngày càng thu hẹp, tức là không có nhiều cái để lựa chọn, không có nhiều cái để chọn nữa, rất là and longer waiting time to get them, và thời gian chờ rất là lâu lâu hơn để có được chúng. Thay vì bình thường em gọi cái là sáng gọi 2 tiếng mà đem tới, còn giờ em gọi 5 ngày mới đem tới, như vậy thời gian chờ lâu hơn. Thì mình mới biết người Việt Nam mình đã khó rồi, còn người nước ngoài còn khó hơn nữa, tại vì họ không có biết một cái rào cản ngôn ngữ đó. Họ khó liên lạc nhờ giúp đỡ mùa này hơn mình ha.
siphon, cái từ này á thì nó em mắc cười lắm, em đọc là gì ta, không phải là ngờ đâu, không phải ngờ tiếng Việt đâu, nó là âm mà nếu mà em muốn biết cách đọc nó thì chỉ em nè, em bộ trang này nè. How you say vậy thầy? Đúng rồi, howtosay.com. Em gọi luôn cái chữ ngờ vô thì nó ra luôn kia nè, nghe nó đọc nè. À, nó là gốc kỳ, gốc ký Trung Quốc ha. Vậy thôi, thì cái từ đó là vậy thôi. Không phải là Nguyễn gì đâu nghe, đừng nhìn tới ngày tưởng đâu tiếng Việt nha. À, giờ là Stephen đã nhận được cái thực phẩm của mình được phân phối tới 6 ngày sau khi đặt hàng. Place the order là đặt hàng ha. Ở một cái siêu thị gần nhà của mình ở Hồ Chí Minh, quận 2 Hồ Chí Minh. Tức là siêu thị gần nhà thôi mà đặt, mà tới 6 ngày sau ta mới đem đồ tới, thấy ghê không? Nhưng mà cái người đàn ông Singapore này á, không có tìm được tất cả những món mà ông ta đã đặt. Ông mới nói nè, không có sữa và bơ, một vài trái cây á, thì cũng sắp, be about to là sắp ha, sắp bị rot. Rot có nghĩa là thối rữa, hư hỏng, tức là bị hư á ha. Ông ta đã gọi cho siêu thị đến phần này nhưng mà không ai nói tiếng Anh nữa trên điện thoại. Ngát không? Vậy phần này sao luôn á? Đâu ai trả lời đâu. The bright side is that I still received my groceries. Cái khía cạnh sáng của vấn đề chính là tôi vẫn nhận được thực phẩm. Cũng hên là còn nhận được ha. Bright side. Mình có cái cách nói gọi là gì á? Look on the bright side. Có nghĩa là nhìn một khía cạnh sáng của vấn đề. Hả? Có cách nói như vậy. Look on the bright side. Mấy người mà lạc quan á, họ hay vậy đó. Look on the bright side. Nhưng mà anh này á, không có cô đơn trong cái cảnh khó khăn này. Life là hoàn cảnh khó khăn ha. Anh này không có cô đơn trong cái cảnh khó khăn này. Tại sao vậy? Tại có nhiều người khác trong ảnh. In the last few days, trong vài ngày qua, khi Hồ Chí Minh siết chặt, tighten là siết chặt cái lệnh phong tỏa, lockdown. Khi thành phố Hồ Chí Minh siết chặt cái lệnh phong tỏa và yêu cầu người ta shelter là ở đúng chỗ của họ. Cái là đúng nghĩa mà ai ở đâu yên đó thì tiếng Anh nó gì nè, shelter in place. Shelter là chỗ ở mà có che chắn, tức là nhà của mình hoặc là một cái chỗ nào đó mà mình ở cố định. Yêu cầu người ta là ở yên trong chỗ của họ. Thì nhiều người nước ngoài đã phải rất là khó khăn trong việc đặt thức ăn và thực phẩm vì rào cản ngôn ngữ, language barrier, rào cản ngôn ngữ và thiếu một cái nhân viên giao hàng. Thiếu một nhân viên giao hàng. Ai giờ nói với mình trời? Thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cái làn sóng Covid thứ tư mà bắt đầu ở đất nước này cuối tháng 4. Thì em nhớ ha, cái đợt 30 tháng 4, 1 tháng 5 là cái đợt mà đi chơi về xong cái lây tà le luôn á. Đó là cuối tháng 4 nè. Thì Thành phố Hồ Chí Minh cho tới bây giờ đã có hơn 251.400 ca. Thành phố Hồ Chí Minh thôi, còn cả nước mà cộng lại luôn là đã hơn 500.000 rồi. Thành phố 13 triệu dân đã mandate, ở đây có nghĩa là ra những cái sắc lệnh, để thì coi thiệt ra nó là gì. Mandate ở đây có nghĩa là áp đặt, đúng rồi, đã áp đặt một loạt những cái lệnh về social distancing là giãn cách xã hội, với cái lệnh cuối cùng, the latest, là in place, tức là đưa vào hiệu quả hiệu lực ấy. Cái lệnh giãn cách xã hội mà gần nhất đưa vào áp dụng sẽ đến ngày 15 tháng 9. Có những cái giới hạn về việc người ta đi ra ngoài và một cái sự cấm hoàn toàn, complete ban ha,
giữa lúc 6 giờ tối và 6 giờ sáng, ngoại trừ cho trường hợp gọi là khẩn cấp y tế, cấp cứu. Cái hình này thì nó ghi nè. Volunteer, một cái người là tình nguyện viên, đã truyền tay một cái món ăn miễn phí và nước uống cho một người nước ngoài trên đường Nguyễn, đường phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tháng 8 năm 2021. Pedestrian là gì á? Phố đi, đi bộ nha, người đi bộ á. Pedestrian là người đi bộ, còn street tức là đường, dành phố đi bộ. Thì cũng có cái này có thể đọc lâu rồi, tức là mấy người Việt Nam ghé cho mấy người nước ngoài, thấy tay với nó sống ở Việt Nam nhiều khi cũng khổ. Rồi. Sau khi mà thành phố unveil, unveil này có nghĩa là gì? Dạ, chị em mình giới thiệu một chương trình. Sau khi thành phố giới thiệu cái chương, cái mô hình mua sắm proxy, proxy này dịch ra đúng đúng luôn á, là đi chợ hộ á, mua sắm hộ á, là nhờ các mua giùm ủy quyền á, ủy nhiệm làm giùm. Vậy là sau khi mà thành phố đã giới thiệu cái chương trình mô hình mua sắm hộ vào ngày 23 tháng 8, bao gồm lực lượng những nhân sự quân đội, rồi quan chức của quận và những người tình nguyện viên đi mua sắm, thì cho on behalf, rất là thay mặt, thay mặt người địa phương, on behalf, thì nhiều nhà bán lẻ họ đã phải struggling, gặp khó khăn ha, bởi vì họ có quá nhiều đơn hàng và không có đủ nhân viên. Và họ nói là họ phải dựa vào lực lượng quân đội và những người khác đến thu lấy hàng, gây ra cái sự trì hoãn. Đó là lý do tại sao mà đặt hàng mà tới 6 ngày sau đồ mới tới. Nhiều người nước ngoài họ đã có một cái thời gian distressing, một thời gian rất là đau khổ, bởi vì họ không thể gọi cho các cửa hàng địa phương hoặc thậm chí đặt hàng online. Mình ở Việt Nam mà mình đặt hàng online còn bị tắc nghẽn liên tục, mình không đặt được, nó không chỉ người nước ngoài. Ở phường Thảo Điền, ở quận 2, thì cái người tên là Park Cabrera, đó là một giám đốc âm nhạc người Úc, nói rằng nó tốn anh ta, nó mất anh ta một thời gian rất là dài để có thể get through on the phone, tức là gọi tới được cho ai đó. Tức là có thể gọi tới được cho một cái cửa hàng địa phương và nhận được cái phản hồi. Get through on the phone, em hiểu vậy nè. Chứ em gọi tới mà nó tắc nghẽn, máy bận, thì những trường hợp đó là em chưa biết. Còn get through có nghĩa là em gọi tới được. Hả? Mình đã nhỏ giật mình quá. Get through có nghĩa là em gọi tới được, còn nếu em gọi tới máy bận này kia là không tính nha. Chúng tôi đã cố gắng, không phải cố gắng, hay là thử, tại vì cố gắng phải là try to, còn đây là try để thử thôi. Chúng tôi đã thử những cái nhà cung cấp khác ở trong khu vực, nhưng mà không có may mắn được như vậy. Cái rào cản ngôn ngữ là một trong những vấn đề, nhưng mà cái vấn đề chính á, là cái thời gian chờ rất là lâu và không thể nhận được hàng hóa, hoặc là thậm chí get through to the suppliers cũng không có gọi được đến cho cái người cung cấp luôn. Concurring, concur là đồng thuận, đồng tình với ai đó, thì cũng đồng thuận với cái người đó. Thì Bert, một người Canada mà không có muốn tiết lộ họ của mình, đại loại là cho biết tên, không biết phải tiết lộ họ, tại sợ nhiều khi sợ bạn bè mình mất, thấy mình than phiền nó quê gì đó, cho nên chỉ nói cái họ, cái tên đó thôi, nhưng không nói họ ha. Nói rằng anh ta không nhận được phản hồi từ một chuỗi siêu thị high-end, tức là cao cấp nha. Tức là cao cấp nghĩa là em trả giá cao và mặt hàng nó chất lượng. High-end là nghĩa là vậy. Không nhận được phản hồi từ một chuỗi siêu thị cao cấp 5 ngày sau khi đặt đơn hàng. À. Anh ta muốn trả tiền mặt. Hay cash, cash là tiền mặt. Anh ta muốn trả tiền mặt và nó mất anh ta thêm 2 ngày nữa để có thể cãi nhau với lại nhân viên của siêu thị và thuyết phục họ rằng sẽ không có sự tương tác nào giữa nhân viên giao hàng và anh ta.
Có nghĩa là người ta sợ giao tới rồi trả tiền mặt sẽ cầm tiền qua lại rồi sẽ bị nói chuyện với nhau có kiểu là sẽ bị lây virus, cho nên tạm chấm giao. Anh nói là em hiểu anh không đang mua online thường ta bắt một chuyển khoản, nhưng mà anh này anh thuyết phục là không sao đâu, tôi biết cách mà, không có giao tương tác gì đâu. Anh ta mới nói nè, tôi để tiền mặt trong cái phong bì ở trước cửa và họ có thể đặt hàng hóa ở đó luôn, ha? Để trước cửa tới để nhồng lấy phong bì đi rồi lấy hàng vậy thôi. The beauty manager at an industrial catering company said, phó quản lý, the beauty là phó ha, manager là quản lý, giám đốc cũng được, phó giám đốc của một cái công ty catering, tức là dịch vụ giao đồ ăn, một công ty giao đồ ăn công nghiệp, nói như vậy. Cái này là nó dịch vụ nghĩa thêm cho anh này nè, đây là một người nè, tức là anh này ảnh là cái nghề anh ở đây nè, tại nó hay có chữ đờ là xác định tức là đã nói ra rồi, đây là nói anh này nè, lúc này đó. Và nó mất anh ta gần một tuần từ lúc đặt đơn hàng cho tới lúc nhận được thức ăn. Anh ta mất thiệt luôn. Nhiều người nhận được thức ăn và thực phẩm rau củ quả ha, sau nhiều ngày chờ đợi, nhưng mà không phải những gì họ đặt. Ở quận 7, giáo viên tiếng Anh Laura Price là giá, thấy tên nước ngoài mắc cười, cái họ này là giá. Giáo viên tiếng Anh Laura Price và gia đình phải seek help, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người quan chức địa phương, ý là chủ tịch phường hay này nọ gì đó. Sau khi không được nhận được phản hồi từ siêu thị, tức là đặt hoài không ai trả lời, mấy bận gì đó, cho nên cuối cùng phải ráng kiếm mấy người địa phương nhờ giúp. Đơn hàng của cô ta đã được giao sau 4 ngày, nhưng mà hầu hết những cái mà chúng tôi đã đặt hàng thì không có. Không có sữa, hoàn toàn không có sữa. Dairy là sản phẩm từ sữa nha, tức là không có sữa, phô mai, bơ, những cái sản phẩm từ sữa gọi là dairy. Hoàn toàn không có sữa. Chúng tôi đã phải đặt, chúng tôi đã đặt rất nhiều thức ăn, trái cây, và chỉ nhận được táo và cam, cái mà chúng tôi không có đặt. Cái mình đặt thì không giao, mà cái mình không đặt thì lại giao. Nhưng mà cô ta nói rằng gia đình của mình vẫn hạnh phúc vì nhận được rau tươi. Đây là cái hình nó ghi gì đây? Nước và rau củ quả được phân phối tới Perth từ một siêu thị địa phương. Rồi. Adapting nghĩa là thích nghi ha. Có những khó khăn trong việc mua thực phẩm, những người nước ngoài họ phải resort to support, phải tìm đến sự giúp đỡ từ những người hàng xóm và bạn bè, hoặc là phải thay đổi cái cách ăn uống của họ để thích nghi với lại cái lệnh phong tỏa kéo dài, prolong của nhà kéo dài, lockdown là phong tỏa thôi. Ở nhiều tòa nhà residential, ở nhiều tòa nhà nhà gì quên rồi ta, khu dân cư, residential area, tòa nhà dân cư là tòa nhà mà không có dân văn phòng đến nơi ta ở. Ở nhiều tòa nhà dân cư cấp thành phố thì những người occupants là những người cư ngụ ở đó đã hình thành những cái nhóm online để mua thực phẩm giữa lúc phong tỏa. Biết đây nó rồi ha, giữa lúc phong tỏa. Một giáo viên người Pháp, người mà đã xác định bản thân mình, phải identify himself, tức là ổng tự nhận ổng tên là Jeremy. Ổng nói ổng tên là Jeremy. Một giáo viên ổng nói ổng tên là Jeremy, thì ổng nói là cái đơn hàng ổng order grocery once a week, ổng đặt hàng một lần một tuần thông qua một cái nhánh chat với hàng xóm. Vài người trong số họ nói tiếng Anh, vì vậy họ đã hỏi tôi là liệu rằng tôi có cần thứ gì hay không. Nghe cũng đỡ ha, sống ở khu mà có người biết tiếng Anh cũng đỡ. It took 2 days, nó mất 2 ngày cho cái đơn hàng. Since he was lucky to live
Bởi vì ông ta may mắn sống trong một cái khu vực không có COVID, COVID free ha. Cái từ free phía sau tức là không có cái gì đó ha. Giống như là dầu ăn mà cholesterol free tức là không có cholesterol. Còn một cái tiệm ghi là wifi free có nghĩa là không có wifi. Còn chị nào mà free wifi nó là wifi miễn phí ha. Một cái từ free là phía sau tức là không có. Ông ta sống khu vực không có COVID thì 2 ngày tới, còn khu vực có COVID để thì kia là 60 ngày mới tới. Và nhân viên giao hàng có thể làm được công việc của họ, ông ta nói. Vào ngày thứ năm, ông ta mua thịt heo, vịt và nhiều táo. Và cái đó ông ta đã chia sẻ với lại là những người sống trên cùng tầng với mình. Mua được vịt đó, đã gì. In some buildings, ở một số tòa nhà ở quận 2, với nhiều người thuê nước ngoài, tenants là người thuê nha. Ở một số tòa nhà ở quận 2 với nhiều người thuê nước ngoài thì quản lý tòa nhà đã phải put up evict notice, đã dán cái thông báo bằng tiếng Anh thông báo cho họ biết làm thế nào để mua rau củ quả thông qua những người tình nguyện. Với việc có ít lựa chọn về thực phẩm và các thành phần gia vị á, thành phần ha, thì nhiều người đã opt to, đã phải chọn cái việc là ăn ít hoặc là phải học cách nấu món Việt Nam. Phải không? Bây giờ em muốn mua em nấu đồ Tây, bây giờ nó không đồ Tây không có gia vị, nó không có đồ ấy, sao em ấy được? Rồi giờ em nấu được thì phải em chuyển qua em nấu được Việt Nam chứ sao vậy? I am careful about the quantity. Tôi rất là cẩn trọng về cái lượng mình nấu ha, cái lượng ha. Và rất là lo lắng bởi vì tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ nhận được cái món tiếp theo. Price nói, người đã, Price nãy từ kia nói rồi ha, người đã sống trong lockdown ở Argentina và Đức Anh trước khi đến Việt Nam vào tháng 7. Tôi nhớ cái tháng 7 này là dịch quá trời, tới đây làm gì, giữa mùa dịch thấy ghê quá ha. Có thể họ có công việc gì đó, chuyên gia đó học tới. Chúng tôi vừa mới tới, vì vậy rất nhiều thứ không biết của chúng tôi. Nhiều thứ chưa biết ha, ngôn ngữ nè, những nơi mua sắm đáng tin cậy nè, liên lạc, thông tin liên lạc với bạn bè nè, và không có dự trữ trong nhà luôn. Jeremy đến kia nói rồi ha, các người Pháp gì đó, người đã sống ở Việt Nam gần 10 năm, đã làm nước chanh, làm nước chanh từ chanh, tới dắt chanh ra, bằng cách nấu món ăn Việt Nam giống như là gà kho gừng, braised là kho nha, gà kho gừng, ginger là gừng, và sweet and sour pork ribs, ribs là sườn heo, pork sweet and sour tức là chua ngọt, thấy không? Nấu sườn heo chua ngọt, gà kho gừng là chuẩn Việt Nam rồi. Đây, tôi không thể đặt phô mai hoặc là rượu, nhưng mà ok, ổn thôi. Đây là cơ hội để học ẩm thực Việt Nam. Cuisine là ẩm thực ha. Cuisine. After watching a YouTube video, sau khi xem một cái video trên YouTube một vài ngày cách trước đây, thì ông ta muốn làm một làm spring rolls, tức là gỏi cuốn. Spring rolls là gỏi cuốn ha. Thật ra cái từ spring rolls thì nó em nghe ở nước ngoài nó phức tạp lắm nha. Có khi nó là gỏi cuốn, có khi cái từ mà chả giò á, có khi người ta dùng cái từ spring rolls là nó về chả giò. Còn cái gỏi cuốn người ta lại dùng cái summer roll. Summer là mùa xuân nhé. Ở dưới mùa hè chứ. Tại dùng cái summer rolls là bảo là gỏi cuốn. Còn spring rolls là chả giò, một cái cuốn một cái chiên ha. Nhưng mà thầy thấy tùy tùy chỗ mà. Thấy dùng tùm lum, spring roll đây chắc là chả giò nữa. Nhưng mà không có mua được giấy gạo, tức là bánh tráng. Một trong những người hàng xóm đã cho ông ta một ít. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh cho phép dịch vụ giao hàng phục hồi, resume, phục hồi lại. Sau khi Hồ Chí Minh cho phép dịch vụ giao hàng phục hồi lại vào ngày 30 tháng 8, với cái string chain testing condition, cái điều kiện test nghiêm ngặt. String chain là nghiêm ngặt. Em thấy là mỗi buổi sáng shipper là phải đi test COVID mới được đi giao. Thì Express đã cảm giác nhẹ nhõm, mặc dù một sự thiếu hụt những người giao hàng
có thể vẫn có thể nhìn thấy ở một số quận. Chúng tôi đã phụ thuộc vào những người giao hàng nhiều tháng, vì vậy cái sự quay trở lại của họ là một cái sự nghe nhõm, một sự nhẹ nhàng ha. Ừ, nói như vậy. Anh ta luôn luôn bo những người bo tip people he's delivering his food these days. Gì ta? He always tips people. Cái chữ his là dư nè. Anh ta luôn luôn bo những người mà chị giao hàng cho anh ta những ngày gần đây, có đúng chị his là dư nè, có sai. Nói rằng cái sự rủi ro của họ, rủi ro sức khỏe của mình và phải chịu đựng cái uncomfortable corona test every day, chịu đựng cái việc kiểm tra virus corona khó chịu mỗi ngày, tức là chọc cây vào mũi đó, ha, để phục vụ khách hàng, cho nên ông hay bo ha. Mà đúng là mùa này cũng người ta hay bo lắm, tại vì thấy người ta đi làm vừa nguy hiểm mà vừa bị test như vậy nè. Ông ta và những người nước ngoài khác hy vọng là thành phố sẽ bring the outbreak under control, mang cái sự bùng phát dưới kiểm soát, có nghĩa là kiểm soát được dịch. Ông ta mong thành phố sẽ kiểm soát được dịch sớm để mọi thứ có thể quay trở lại bình thường và họ không phải cố gắng manage su. Manage là quản lý, nhưng mà manage su á, em hiểu là cố gắng làm cái gì đó, và họ không phải cố gắng trữ đồ ăn nữa. Anh người Singapore anh nói nè, my struggles are far less than other people. Cái sự khó khăn của tôi là ít hơn nhiều so với những người khác. Tôi hy vọng là với cái những người giao dịch vụ giao hàng, với những người công nhân nhân viên giao hàng, tôi có thể mua nhiều thực phẩm hơn và có thể chia sẻ nó với những người đang cần ở tòa nhà của tôi. Rồi. Thì bài này nói dễ dễ thôi chứ hòm hòm thì ra ra cũng cần mười mấy hai chục từ vựng á. Thì nó cũng nói nhẹ hơn đúng không? Với mấy cái bài báo hôm qua mình đọc một tí ha. Với lại một cái nữa là thầy thích cái kiểu báo nó viết vậy nè, tức là nó viết hai ba dòng vậy nè, mình đọc mình đỡ ngán, chứ kiểu mà nó viết một đoạn mà năm số dòng cái mình dễ ngán lắm. Thôi vậy chương trình hôm nay đọc bài nhẹ nhẹ vậy thôi. Ai chấp với thầy gì vậy? Mai 7 giờ tôi có đáp banh này ạ, chuyển lên 9 giờ tối thì đẹp. Ok, thông báo sau. Bye bye các bạn nha. Bye bye thầy. Bye.